Hôm nay ngày 16 tháng 4, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam đã chính thức khai trương Tổng Đại lý Gencasa Thanh Hóa 7 tại số 75, đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Sau gần 13 năm hoạt động, Generali Việt Nam không ngừng phát triển mạng lưới hoạt động với gần 90 Tổng Đại lý và Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, phục vụ hơn 500.000 khách hàng trên toàn quốc. Tổng Đại lý Gencasa Thanh Hóa 7 được thiết kế độc đáo tạo ra những trải nghiệm khác biệt không chỉ về sản phẩm dịch vụ, mà cả không gian đón tiếp và phục vụ khách hàng. Đây cũng là nơi quy tụ đội ngũ tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp, mang đến không gian dịch vụ khách hàng đẳng cấp sang trọng. Việc khai trương tổng đại lý GenCasa Thanh Hóa 7 sẽ giúp người dân địa phương dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp của Generali. Bên cạnh đó, cũng sẽ tạo thêm việc làm cho người dân địa phương thông qua việc tuyển dụng nhân sự để tham gia lực lượng nhân viên và đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp của Generali. Tại lễ khai trương Sender Việt Nam đã phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa trao 30 suất học bổng cho các em học sinh khá giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn được cùng chung tay phát triển cộng đồng nơi Sender Việt Nam đang hoạt động.